bình sau tin đồn mâu thuẫn với Jack. Tối ngày 21 tháng 12, KICM đã tham dự một show diễn ở Hương Yên. Mẹ của anh livestream phần trình diễn này trên trang cá nhân. Anh trình diễn nhiều ca khúc hit làm nên tên tuổi của cặp đôi trong thời gian qua nhưng không có sự xuất hiện của Jack. Tuy nhiên, KICM đã chuẩn bị bản thu âm giọng hát của Jack để trình diễn trong đêm nhạc này. Trước khi biểu diễn, KICM đã gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự vắng mặt của người bạn đồng hành. Chiều nay. Tôi nhận được một tin từ gia đình Jack đó là Jack bị ốm nên không thể tham gia show này được. Rất xin lỗi mọi người vì không có sự xuất hiện của Jack. Mong mọi người đừng buồn. Jack sẽ khỏe lại và có mặt trong các show diễn sắp tới. Cảm ơn mọi người nhiều. KICM nói. Khi biểu diễn xong hai ca khúc, KICM đã lên tiếng chấn an người hâm mộ khi anh phát hiện ra nhiều người đã bật khóc vì lo cho sức khỏe của Jack. Bên cạnh đó, KICM cũng xúc động chia sẻ về việc lần đầu tiên đi diễn mà không có Jack đồng hành.